Kêu chị ba, chị ba dám vô. Nó bây giờ bắt đầu rồi đó con, vô giữa nè, đứng giữa nè. Nhìn cho thấy cho nó rõ nha. Lo với chân mày cái phút trở lại kìa. Lấy gì múc cái bao nữa coi đấy. Quỳnh Hương, Quỳnh Hương cái gì? Bánh ra nè. Mình ra để cái chưa. Trời quá. Em qua xuống nha. Mà ba cầm bao cho nó đi con. Bình ra. Lấy gõ dừa banh đậy cho ra cho nó xa ra coi. Bò ngang cho nó không thấy. Nè nè. Như cạo cái kìa, cạo sống cậu. Ngồi qua, ngồi qua ngồi mấy này ra đúng rồi, ngồi nè, để bố ngồi bạn. Ngồi đó đó. Được rồi. Tính tốn rồi. Để cho vừa nó cào đẩy ra cái phút, cào đất đẩy xuống dưới cái chỗ vừa nó cào đây đứng dậy cái. Nó ra con mập. Mồi tới đó coi. Rồi rồi đừng cứ đẩy cục đá, cục đá chạy này. Rồi lấy bước ra đây. Lấm đất ra dục đất nhanh ra liền. Bỏ ra nha. Người đứng góc mình cho nó ra. Ra nhìn cấp đầu hết. Dục cái cây đó ra. Như đây mày cho cái ra được. Đợi lâu. Đó đây bà. Mình quay vô đó đó. Thôi. Thôi thôi, từ từ đấy. Chó này mày đừng nha. Có chuyện nó chạy đó. Trời lo ông sổ ráo rồi quá trời. Ê, nữa. Từ từ đừng quấn vô cây. Không ai người bạn này nó coi đi, góc ra nó coi đi. Nó đái rồi. Rồi, hết rồi, từ từ hết rồi. Không ai coi nó có ra được. Nó kìa kìa kìa, ba cái chân ba kìa. Chạy nó ở đây thì nó còn ở đây sợ ra quần kia kìa. Xong hết. Hết rồi. Hết rồi, còn lại. Dạ lên, tao thấy được cái đống người sao tuôn được. Tuôn đâu. Tuôn trong cái góc này cái